안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Rất là vui mừng được gặp các bạn tại đây, trường đại học KCU, một cái trường đại học trực tuyến của Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với một cái phương pháp học mới, học thông qua máy tính, thông qua mạng Internet. Trước tiên thì tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Hải Vân, người sẽ đảm nhiệm cái môn học Cho cấp Hankukko Munpeop của các bạn, tức là môn học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp. Môn học của chúng ta thì sẽ bao gồm trong 5 tuần, được tiến hành trong 5 tuần và mỗi tuần là có 3 tiết. Và đến tuần cuối cùng ấy thì chúng ta chỉ học 2 tiết thôi, xong sau đó còn 1 tiết thì chúng ta sẽ dành cho phần thi. Về cấu trúc bài giảng ấy thì một tuần đầu chúng ta sẽ làm quen với cái hệ thống chữ cái của Hàn Quốc, thế xong và học các cái cách phát âm. Và tiếp theo bắt đầu vào tuần thứ hai thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn lần lượt những cái cấu trúc ngữ pháp của tiếng Hàn. Thế và trước tiên thì tôi xin giới thiệu ngắn sơ qua với các bạn về cái lịch sử ra đời của tiếng Hàn như sau. Người sáng tạo ra chữ Hàn Quốc, chữ tiếng Hàn được gọi là Hangul, thì là một vị hoàng đế rất là nổi tiếng của Hàn Quốc mà như các bạn đã thấy trên màn hình. Và về mặt văn phạm thì tiếng Hàn có liên hệ với tiếng Nhật và tiếng Mông Cổ. Cấu trúc của ba cái thứ tiếng này thì có liên hệ với nhau, và tiếng Hàn được coi là cùng một họ với tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tức là họ chữ Altai. Nhiều người nghĩ rằng tiếng Hàn thì có rất là nhiều nét giống với cả tiếng Trung Quốc. Thế nhưng mà thực ra thì về mặt văn phạm thì hai cái chữ hệ chữ này hoàn toàn là khác nhau. Và thế nhưng mà tuy nhiên ý thì về nhiều mặt ý thì từ lâu đời về trong lịch sử thì Hàn Quốc đã chịu cái ảnh hưởng rất là sâu sắc của văn hóa, nền văn hóa và văn học Trung Quốc. Thế cho nên là đến ngày nay thì còn trong tiếng Hàn thì còn có khoảng 50% là ảnh hưởng, và có những cái từ có tiếng gốc từ chữ Hán. Và vào thời xưa thì ở Hàn Quốc thì chỉ có cái tầng lớp thống trị thì mới viết chữ thôi, và vào thời đó thì là họ hoàn toàn là mượn cái hệ thống chữ của tiếng Trung Quốc, tức là tiếng Hán cổ. Thế và vào năm 1446 thì hoàng đế Sejong, vị hoàng đế mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đã sáng tạo ra chữ Hàn Quốc và được gọi là Hangul. Đây được coi là một cái thành tựu lớn trong văn hóa của người Hàn Quốc. Và vào thế kỷ 15 thì Hangul được gọi là huấn dân chính âm. Nó gồm có 17 phụ âm và 11 nguyên âm. Thế nhưng mà bảng chữ cái hiện đại ngày nay thì được rút gọn lại chỉ còn có 24 chữ cái. Thế và trong đó thì có 14 phụ âm và 10 nguyên âm. Bây giờ tôi mời các bạn xem cái bảng phụ âm của tiếng Hàn. Phụ âm trong tiếng Hàn được gọi là trà âm. Thế và như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì phía trên đó là cái phần kương cha ấy, thì là các cái ký tự tiếng Hàn, các cái ký tự chữ Hàn. Thế và phần ở dưới là phần phiên âm, tức là tương đương với những cái ký tự đó thì nó sẽ được phát âm như thế nào. Tôi đã viết ở dưới là chữ, ví dụ như là cái chữ đầu tiên đó thì tương đương với chữ K. Thì sau này các bạn nhìn lại và căn cứ vào đây để học. Thế và trước tiên thì có lẽ là tôi sẽ mời các bạn đọc từng cái phụ âm một. Thế xong sau đó tôi sẽ giải thích cái cách phát âm cũng như là giải thích cụ thể từng chữ một. Trước tiên thì chúng ta sẽ đọc nhé, mời các bạn đọc theo tôi. Khi mà đọc theo thì trong tiếng Hàn nói là 따라해보세요, 따라해보세요. 기억, 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 상기억, 상기억, 니은, 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 니은. Ni ơn. Đúng rồi. Thi gực. Thi gực.
Thi gật. Thi gật. Thi gật. Thi gật. Sang ti gật. Sang ti gật. Liền. 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 Miệng. 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 Hiệp. 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 Sang hiệp. Sang hiệp. Sang hiệp. Sang hiệp. Đúng không? Xiọp. 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 Sang xiọp. Sang xiọp. Yên. 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 À, đó là toàn bộ những cái phụ âm chúng ta mới đọc qua một lần, các bạn có lẽ là thấy nó rất là lạ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng chữ một nhá. Trước tiên đó là chữ kiok. Bạn đọc theo tôi luôn. Kiok. 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 Chữ này sẽ tương đương với khi mà phát âm ấy, và có thể là nếu mà phiên âm ra ký tự tiếng Latin thì là tương đương với chữ K của chúng ta. Thế và ví dụ như nó gắn với nguyên âm A chẳng hạn thì nó sẽ đọc là K. K. Thế và đây ở bên cạnh cái chữ khiệc mà bên cạnh tôi đã viết bên cạnh chữ kiệc á, thì tôi viết ra đây để cho các bạn có thể phân biệt được rõ ràng hơn. Bởi vì cái chữ này ấy, thì khi mà phát âm thì nó chỉ hơi khác so với kiệc một chút. Nó là khiệc. 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 Thế và nếu như kiệc tương đương với chữ ca thì kiệc sẽ tương đương với chữ khờ trong tiếng Việt của chúng ta. Khờ tức là ca và hát đấy. Thế và đọc thì các bạn cũng đọc tương tự như, tức là nó cũng có cái sự khác nhau giữa như là chữ ca và chữ khờ của chúng ta là kiệc và khiệc. Chữ thứ ba là sang kiệc. Sang kiệc. Sang kiệc. Đúng rồi. Sang ở trong tiếng Hàn ấy thì đây là một cái từ có gốc Hán, tức là nó có nghĩa là song. Cái âm của nó rất là giống nhau đúng không các bạn? Có nghĩa là hai, tức là hai chữ kia kết hợp với nhau. Thế và cái chữ này thì các bạn phải chú ý là chúng ta đọc thật mạnh ra, mạnh nhưng không bật hơi, mạnh nhưng không được bật hơi ở ra từ miệng. Thế và chúng ta đọc là mạnh lên là sang kia. Sang kia. Nếu như cái chữ này sang kia này nếu mà ghép với chữ A chẳng hạn thì chúng ta sẽ đọc là ca. Ca, bạn thử đọc theo đi. Ca. 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 Đúng rồi, nếu mà chúng ta đọc là ca thì nó sẽ trở thành chữ kiệc mất rồi. Nó sẽ trở thành chữ kiệc mất rồi. Thế cho nên là về cái sang kiệc này thì các bạn luôn nhớ là phải đọc mạnh, phát âm mạnh ra là ca. Cái những cái tên gọi mà tôi mà các bạn vừa đọc theo đó là kiệc hay là khiệc hay là kiệc đó, sang kiệc thì đây chỉ là tên gọi của chữ. Còn khi phát âm thì chúng ta sẽ chỉ lấy cái âm đó thôi và chúng ta ghép với những cái nguyên âm khác để chúng ta đọc. Thì các bạn hãy nhớ đây nó không phải là cái quan trọng, thế nhưng nó là cái mà các bạn phải biết ấy. Chữ thứ hai. Niền. 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 Đúng rồi. Và đây là chữ mà tương đương với chữ N trong tiếng Việt của chúng ta. N. Nếu mà ghép với chữ A thì sẽ đọc như thế nào nhỉ? Na. Na. Đúng rồi. Trường hợp thứ 3. Thi gật. Thi gật. Thi gật. Thi gật. Thi gật. Thi gật. Chữ này tương đương với chữ T. Chữ T trong tiếng Việt của chúng ta. Thế và chữ ở bên cạnh là thi gật. Thi gật. Thi gật. Thi gật. Thì nó sẽ tương đương với như là chữ thờ. Tương tự như cái trường hợp của khiệc là chữ khờ thì đây là chữ thờ. Nếu như ghép với chữ A thì chúng ta sẽ đọc là như thế nào nhở? Nếu mà đọc với thi gật là tà. 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 Thế còn thi gật là tha. 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 Thế còn sang ti gật. Sang ti gật thì cũng tương tự như cái trường hợp của sang kia, chúng ta sẽ phải đọc mạnh lên là thi gật. À, thi gật. Thi gật. Thế và khi khi mà
kết hợp với cả a chẳng hạn thì nó sẽ là ta. Ta. Ta, các bạn đọc mạnh lên, ta. Ta. Không phải là ta, ta thì nó sẽ trở thành thi gật mất rồi. Nó sẽ trở thành cái chữ mà chỉ có một cái thi gật thôi. Khi mà có cái hai cái chữ thi gật ghép vào với nhau này thì chúng ta phải đọc mạnh lên, ta. Ta. Đúng rồi. Chúng ta chuyển sang một chữ tiếp theo là liền. 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 Tên gọi của nó là liền. Thế và nếu như so với cả tiếng khi mà phiên âm ra đó thì nó sẽ tương đương với chữ L và chữ R. Khi đứng ở đầu câu, khi xin lỗi các bạn, không phải là ở đầu câu mà khi nó làm nó ở vị trí đầu, nó là vị trí gọi là phụ âm đầu á, trong một từ á, thì nó sẽ là R. Thế và nhưng có xong sẽ có một sau này các bạn học thì các bạn sẽ dần dần sẽ biết là nó sẽ có nhiều cái trường hợp đặc biệt và cái chữ liền này nó sẽ luyến với một cái liền đứng ở đằng sau nó, thì khi đó nó sẽ trở thành cái âm ri, cái R này nó sẽ biến thành chữ L, tức là nó sẽ biến thành L. Đó là trường hợp của chữ liền. Tiếp theo, miềm. 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 Chữ này sẽ tương đương với chữ M. Và nếu như ghép với chữ A chẳng hạn thì nó sẽ thành như thế nào nhỉ? Ma. Ma. Đúng rồi. Trường hợp tiếp theo, hiệp. 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 Sang hiệp. Sang hiệp. Sang hiệp. Sang hiệp. Chữ hiệp này tương đương với chữ P của tiếng Việt. Và khi phiên âm ra, khi đọc phiên âm thì nó cũng là chính là chữ P. Thế và bên cạnh chữ hiệp, hiệp thì sẽ là chữ F, PH đó. Thế và tương tự như trường những cái trường hợp trước thì sang hiệp chúng ta cũng sẽ phải đọc mạnh lên. Ví dụ như ghép với chữ A thì sẽ là pa. 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 Thế còn ví dụ như là một chữ hiệp thôi, chữ hiệp đơn thôi thì là gì nhỉ? Pa. 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 Thế và nếu như ghép với hiệp thì là pa. 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 Và sang hiệp là gì? Sang hiệp là gì? Pa. 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 Trường hợp tiếp theo, siọp. Chữ siọp thì tương đương với chữ S trong tiếng Việt, chữ S. Thế và sang siọp, sang siọp, sang siọp. Và những cái chữ này thì nó cũng tương đương với chữ S thôi, nhưng mà nó sẽ, các bạn sẽ phải phát âm mạnh lên. Tức là ví dụ như khi mà ghép với chữ A chẳng hạn, tôi viết chữ A bên cạnh thì nó sẽ là sa. 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 Thế và khi ghép với sang siọp thì nó là sa. 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 Bạn phải đọc mạnh lên, sa. Sa. Đúng rồi. Chữ tiếp theo, đây là một cái chữ khá là đặc biệt trong tiếng Hàn. Nếu như nói là để phiên âm sang ấy thì nó sẽ tương đương với chữ ngờ của tiếng Việt của chúng ta. Thế nhưng nó sẽ là chữ ngờ bởi vì nó đọc là nghiêng, đúng không các bạn? Nghiêng. Nghiêng. Thế nhưng nếu nó sẽ có tương đương với chữ là chữ nghiêng, à là chữ ngờ, nếu như nó nằm ở vị trí phụ âm cuối trong một từ. Thế còn khi nó đứng ở là vị trí là phụ âm đầu trong một từ thì nó sẽ trở thành một cái phụ âm vô thanh, tức là nó chỉ làm cái nhiệm vụ là đứng trước một danh từ thôi, à xin lỗi các bạn, đứng trước một nguyên âm thôi. Bởi vì trong tiếng Hàn ấy thì nó có một cái quy tắc khi viết, đó là bao giờ cũng phải bắt đầu bằng một phụ âm. Thế nhưng những cái chữ mà nó chỉ có nguyên âm thôi thì người ta sẽ thêm một cái chữ nhường này vào đầu và trước cái chữ cái nguyên âm đó. Thế và khi đó thì cái nhường này sẽ trở nên là một âm vô thanh, tức là nó không đọc, và các bạn khi đọc, các bạn chỉ đọc cái nguyên âm đứng đằng sau nó thôi. Nhưng khi nó đứng ở vị trí là bạt chim, tức là phụ âm cuối trong một từ, thì nó sẽ tương đương với cái âm nhịn, âm ngờ, âm nhường trong tiếng Việt của chúng ta. Trường hợp tiếp theo, triệt. Triệt. Chữ này sẽ tương đương với chữ chờ trong tiếng Việt, chờ, ch. Thế và chữ đứng bên cạnh, đây là một cái trường hợp khá là đặc biệt mà các bạn phải chú ý khi phát âm. Nó là triệt. Triệt. Triệt.
Chiều. Đây là một cái âm bật hơi, tức là khi đọc mà các bạn phải cái hơi, tức là cái hơi của mình nó sẽ bật ra ở khe hai hàm răng. Thế và bạn đọc, nếu như bạn muốn kiểm tra xem mình đọc có chính xác hay không thì bạn để tay ở trước miệng, và khi nào phải thấy cái hơi nó bật được ra thì đó mới là khi mà chúng ta học phát âm chuẩn. Bạn đọc lại nhé. Chiều, 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 chiều. Đúng rồi, đây gọi là âm bật hơi. Thế và chữ thứ ba là sang chiều. Sang chiều, sang chiều, sang chiều. Đúng rồi. Chúng ta thử lấy một ví dụ, các bạn hãy ghép ba cái chữ này với chữ A. Chúng ta sẽ đọc thử nhé. Chữ đầu tiên triệt với A thì là trà. 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 Chữ thứ hai. Cha. 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 Tức là phải có được cái hơi bật ra. Cha. 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 Và chữ thứ ba là cha. 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 Các bạn phải đọc mạnh cái âm triệt lên. Và phụ âm cuối cùng chúng ta chuyển sang đó là chữ hiệt. 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 Và cái chữ này sẽ tương đương với tiếng với chữ hờ trong tiếng Việt của chúng ta, chữ hờ. Và đấy là toàn bộ cái phần phụ âm. Có lẽ là chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa toàn bộ những cái phụ âm này. Mời các bạn xem lại, chúng ta chỉ đọc thôi nhé. Các bạn đọc theo tôi. Kiệt. Kiệt. Hiệt. 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 Sang kiệt. Sang kiệt. Niên. Niên. Thi gật. Thi gật. Thi gật. Thi gật. Sang ti gật. Sang ti gật. Liên. Liên. Miềm. Miềm. Phiệp. 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 Sang phiệp. Sang phiệp. Siọp. Siọp. Sang siọp. Sang siọp. Yên. Yên. Chiệt. 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 Và sang chiệt. Sang chiệt. Hiệp. Hiệp. Đúng rồi, và bây giờ thì chúng ta đã kết thúc toàn bộ cái phần phụ âm. Mời các bạn chuyển sang phần nguyên âm. Như tôi đã nói lúc đầu thì nguyên âm của tiếng Hàn có 10 nguyên âm. Thế nhưng trên bảng các bạn thấy thì đây là 10 nguyên âm chính. Thế còn đây là những cái nguyên âm ghép thường gặp. Thì chúng ta sẽ chỉ là để tập phát âm thôi. Mời các bạn đi vào những cái nguyên âm cụ thể như sau. Bạn đọc theo tôi nhé. A. 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 Và đây là ia. Ia. Chữ A thì là một cái gạch dọc thẳng và một cái gạch ngang nhỏ ở chính giữa. Thế và có thêm một cái gạch nhỏ bên ở dưới như vậy nữa thì nó sẽ trở thành là ia. Ia thì chúng ta đọc luyến lên, sau này khi mà các bạn đã đọc quen rồi thì nó sẽ trở thành ia. Ia. Trường hợp tiếp theo là ơ. 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 Và thêm một cái gạch nữa thì đọc là gì các bạn nhỉ? Ia. 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 Đây cũng chính là cái tên gọi, và đồng thời nó chính là cái âm, cái phát âm của những cái chữ này thì nó cũng tương tự như vậy, rất là giống tiếng Việt của chúng ta, đúng không? Trường hợp tiếp theo, chữ ô. 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 Và yêu. Yêu. Cái này thì có lẽ là các bạn chỉ cần nhớ thôi, còn đọc thì rất là dễ. Nhớ mặt, chủ yếu là nhớ mặt chữ. Trường hợp tiếp theo là u. U. Và yêu. Yêu. Đúng rồi. Ư. Ư. Đúng rồi. Một cái gạch thẳng này là y. 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 Và tiếp theo, đây là chữ e. 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 Và ye. 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 Rồi. E. E.
và ye. Ye. Đúng rồi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái nguyên âm ghép. Các bạn có đã nhớ được chưa nhỉ? Đây là chữ gì? Đây là chữ O ghép với chữ A đúng không? Thì chúng ta cứ đánh vần vào và chúng ta ghép vào như trong tiếng Việt ấy, thì nó sẽ là oa. Oa, oa. Thứ hai là chữ U và chữ Ơ ghép với nhau thì chúng ta sẽ đọc là ua. Ua, ua, ua. Trường hợp tiếp theo là uê. Uê, uê, uê. Chữ O ghép với chữ Y là uê. Trường hợp tiếp theo là U ghép với Y là gì nhỉ? Uy. Uy, uy, uy. Tiếp theo là chữ Ư ghép với chữ Y thì sẽ là uy. Uy. Đúng rồi. Thế và chữ U ghép với chữ E thì chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Uê. Uê, uê. Thế và trường hợp này tuy là chữ khác nhau thế nhưng mà cũng đọc tương tự. Chữ O ghép với chữ E cũng là uê. Uê, uê, uê. Vừa rồi là các bạn đã làm quen với toàn bộ những cái nguyên âm. Tức là chúng ta đã làm quen được hết toàn bộ cái bảng chữ cái của tiếng Hàn rồi. Thế và một lần nữa các bạn thôi có lẽ là chúng ta không phải đọc lại nguyên âm nữa, bởi vì nguyên âm thì nó cũng rất là dễ, nó tương tự với tiếng Việt của chúng ta. Mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn gọi là cái bảng âm tiết tiếng Hàn. Tức là các phụ âm và các nguyên âm ghép lại với nhau. Nếu như đọc theo tiếng Hàn thì nó sẽ là Han Guke Um Chol Pyo. Han Guke Um Chol Pyo. Cái này thì có lẽ là các bạn sẽ đọc theo tôi nhé, để chúng ta sẽ vừa luyện cách phát âm và vừa luyện cái mặt nhớ, để nhớ mặt chữ. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Ka. Ka. Kia. Kia. Cờ. Cờ. Kia. Kia cờ. Kia. Kia. Kia chứ không phải là kia cờ. Cô. Cô. Kiều. 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 Nó là nếu mà đọc tách rời ra thì nó sẽ là kiều. Kiều. Thế nhưng mà chúng ta nên đọc nhanh lên, đọc luyến vào thì nó sẽ là kiều. Kiều. Đúng rồi. Cu. 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 Cu, cu, kia và u. Kiu, 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 kiu. Cư, cư, kỳ, kỳ. Đúng rồi, chúng ta sẽ chuyển sang âm niên. Na, na. Nhà, nhà. Nờ, nờ. Nhiều, nhiều. Nô, nô. Nhiều, nhiều. Nu, nu. Nhiều, nhiều. Nư, nư. Nì, nì. Âm chúng ta chuyển sang âm thi gật. Tà, 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 tà. Tia, 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 tia. Chữ thi gật và ya thì là tia, tia. Thờ, tờ, thờ, thờ. Chữ thi gật và ơ thì như là tiếng Việt của chúng ta là chữ T và chữ ơ đó thì là thờ. Thờ. Thìa. Thìa. Tô. Tô. Tiểu. Tiểu. Tù. Tù. Tiểu. Tiểu. Từ. Từ. Tì. Tì. Đúng rồi. Là. Là. Âm liền đó. Là. Nhiya. Nhiya. Xin lỗi các bạn. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đọc nó thành theo cái âm âm chữ của chữ R, bởi vì khi mà đứng ở có cái vị trí đứng ở đầu đầu của là phụ âm đầu trong một từ á, thì nó sẽ phát âm thành R. Tên gọi của nó là liền. Thế nhưng khi phát âm, nếu cái chữ đó đứng ở vị trí là phụ âm đầu trong một từ ấy, thì nó sẽ có cái âm tương đương với âm là R. Vậy thì chúng ta sẽ phải đọc là ra, 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 ra. Ria, ria. R, r. Ria, ria. Ro, ro. Rio, rio. Ru, ru. Riu, riu.
rư, rư và ri, ri. Đúng rồi. Âm miêng và nó sẽ tương đương với chữ m đúng không? Các bạn đọc cùng tôi nhé. Ma, ma, mia, mia, mơ, mơ, mia, mia, mô, mô, miêu, miêu, mu, mu, miêu, miêu, mư, mư và mi, mi. Đúng rồi. Đọc liền một lúc sẽ rất là mệt đúng không các bạn? Âm tiếp theo là âm phiệt tương đương với chữ p. Các bạn đọc nhé. Pa, pa, pia, pia, pơ, pơ, pia, pia, pô, pô, pio, pio, pu, pu, piu, piu, pư, pư và pi, pi. Âm tiếp theo âm xiò tương đương với chữ s là sa, sa, xia, xia, sơ, sơ, xiờ, xiờ, xô, xô, xiu, xiu, xu, xu, xiu, xiu, sư, sư và si, si. Phần này là phần nguyên âm. Các nguyên âm như tôi đã giới thiệu ban nãy thì nó chỉ là các nguyên âm đơn thuần thôi. Thế nhưng do cái quy tắc của tiếng Hàn là luôn luôn một từ luôn luôn phải bắt đầu bằng một phụ âm. Thế nên khi viết thì chúng ta sẽ phải thêm cái chữ yường vào đằng trước của cái nguyên âm đó. Thế nhưng nó là âm vô thanh, các bạn không cần phải chú ý đến cái âm đó mà chỉ chúng ta chỉ đọc cái phần nguyên âm ở đằng sau thôi. Các bạn đọc cùng tôi nhé. A, a, ia, ia, ơ, ơ, ia, ia, ô, ô, yêu, yêu, u, u, yêu, 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 yêu. Đúng rồi. Chữ, cái âm yêu đó. Ư, ư và y, y. Âm tiếp theo là triệt tương đương với chữ chờ. Chà, 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 chà. Đúng rồi. Chờ, chờ, chiều, chiều, chô, chô, chiều, chiều, chu, chu, chiu, chu, chiu, 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 chiu. Đúng rồi. Chư, chư và chi, chi. Âm tiếp theo là âm chiệt, 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 chiệt. Các bạn nhớ đây là âm bật hơi, tức là phải bật được hơi ở giữa hai hàm răng của chúng ta thì đó mới là đọc chính xác. Đây cũng là một cái phần mà người nước ngoài khi học tiếng Hàn khá là vất vả. Thứ nhất là về phát âm phải luôn luôn chú ý, bởi vì chỉ cần khác nhau những cái rất là nhỏ như thế này thôi, nó có thể nó chuyển thành hai cái từ hoàn toàn khác nhau. Tôi lấy ví dụ ngay như hai cái từ đầu tiên, ví dụ như là trà và cha chẳng hạn. Cha thì nếu như là động từ thì nó sẽ có một nghĩa khác, tức là nghĩa là ngủ. Thế nhưng là cha nếu là danh từ thì nó cũng có hai nghĩa, riêng danh từ nó cũng đã có hai nghĩa là ô tô và trà. Thế và nếu là động từ nó còn có một ý nghĩa nữa khác. Thế cho nên là khi đọc thì chúng ta phải đọc chính xác thì mới có thể hiểu được nó là cái nghĩa như thế nào, còn không rất là dễ dẫn đến hiểu lầm. Bây giờ mời các bạn đọc cùng tôi nhé. Các bạn nhớ là phải cố gắng bật được hơi ra. Cha, 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 cha. Đúng rồi. Chia, chia. Chơ, chơ. Chia, chia. Chô, 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 chô. Chiêu, chiêu. Chu, chu. Chiu, chiu. Chư, chư. Và chi, 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 chi. Đúng không? Âm tiếp theo là âm khiêu. Kha, kha. Khia, khia. Khơ, khơ. Khiêu, khiêu. Khô, khô. Khiêu, khiêu. Khiêu, khiêu. Khiêu, khiêu. Khu, khu, khu. À khu. Xin lỗi các bạn. Khu, khu và khiu, khiu. Khư, khư và khi, 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 khi. Đúng rồi. Chỉ còn 3 dòng nữa thôi. Chữ thi gật tương đương với chữ thờ của chúng ta. Tha, tha,
Thia. Thia. Thờ. Thờ. Thiờ. 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 Các bạn nên cố gắng đọc nhanh lên. Là thiờ. Thiờ. Thô. Thô. Thiều. Thiều. Thu. Phu. Thiều. Thiều. Thư. Thư. Thi. Thi. Âm tiếp theo là âm hiệp. Đây cũng là một âm bật hơi. Hiệp. Hiệp. Đúng rồi, chúng ta cũng phải bật được hơi ra. Tương đương với chữ F, chữ F của chúng ta đó. Pha. Pha. Pia. Pia. Pơ. Pơ. Pia. Pia. Pô. Pô. Pio. Pio. Phu. Phu. Piu. Piu. Phu. Phu. Và Phi. Phi. Đúng rồi. Còn một cái âm cuối cùng là chữ hiệt, tức là tương đương với chữ hờ. Các bạn đọc nhé. Ha. Ha. Hia. Hia. Hơ. Hơ. Hiờ. Hiờ. Hô. Hô. Hiu. 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 Hu. Hu. Hiu. 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 Đúng rồi. Hư. Hư. Và hi. Hi. Chúng ta đã kết thúc được cái phần luyện đọc cái bảng âm tiết tiếng Hàn. Rất là vất vả đúng không các bạn? Đọc liền một lúc như thế này thì tôi biết là rất là mệt. Chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo. Đó là phần quy tắc viết tiếng Hàn. Trước hết thì nó cũng giống như tiếng Việt, tức là nó sẽ viết từ trái sang phải. Thế và một cái quy tắc nữa mà tôi đã nói với các bạn rồi, đó là một từ sẽ luôn luôn bắt đầu bằng một phụ âm. Nếu như có trường hợp là chỉ có nguyên âm thôi thì nó sẽ được gắn thêm cái chữ nghiêng vào đằng trước nguyên âm. Thế và nó sẽ có, theo các bạn quan sát thì sẽ thấy là nó sẽ có một số các cái nguyên âm ngang, tức là nó sẽ nằm ngang như thế này. Thế và những cái nguyên âm đó thì nó sẽ luôn luôn đặt ở dưới phụ âm. Phụ âm ở trên và những cái nguyên âm đó viết ở dưới. Một số những cái nguyên âm minh họa mà tôi đã viết ở đây, đó là nguyên âm O, đúng không? Nguyên âm Yo, U, U và Ư. Sẽ có một số những cái ví dụ minh họa cho những cái nguyên âm này, các bạn đọc cùng tôi nhé. Đây cũng chính là một số các cái từ có nghĩa trong tiếng Hàn. U yu. U. U yu. U yu. U yu. U yu. Đúng rồi, đây là từ có nghĩa là sữa. Từ tiếp theo. O yi. O y. O y. O y. Có nghĩa là quả dưa chuột. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình, tôi đã có cái tranh minh họa. Đây, bây giờ thì các bạn đã có thể hình dung được tiếng Hàn nó là như thế nào rồi. Một từ của nó là như thế này đấy các bạn. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải, nếu nó là một từ thì nó sẽ viết liền nhau như thế này. Thế và chúng ta sẽ phải đọc liền, không thể đọc là O y được, mà chúng ta phải đọc liền là O y. Thế và khi trong một câu có nhiều từ thì chúng ta chỉ có thể ngắt khi mà kết thúc mỗi từ, còn chúng ta không được phép ngắt ở giữa từ, bởi vì như thế thì nó sẽ làm người ta sẽ không thể hiểu được cái từ đó nghĩa là gì. Ví dụ thứ hai, rồi là ví dụ thứ ba, từ cu tu. Cu tu. Cu tu. Cu tu. Đúng rồi, có nghĩa là đôi giày. Cu tu. Cu tu. Và nu cu. Nu cu. Nu cu. Nu cu. Có nghĩa là ai. Các bạn thấy đây là những cái phụ âm mà nó đặt dưới, xin lỗi, là những cái nguyên âm U này nó luôn luôn đặt dưới phụ âm, đúng không? Thế và những cái nguyên âm và cái từ ở trên ấy, thì ví dụ như là O, Y thì O cũng đặt dưới phụ âm, bởi vì nó là cái nguyên âm ngang. Thế còn Y nó là sẽ theo chiều thẳng, tức là nguyên âm đứng dọc thì nó sẽ luôn luôn đứng ở bên cạnh phụ âm. Ví dụ tiếp theo là cô kỳ. Cô kỳ. Cô kỳ. Cô kỳ. Có nghĩa là thịt. Thế và đây cũng một cái ví dụ nữa, các bạn thấy là chữ O đứng ở dưới phụ âm. Thế nhưng mà chúng ta cũng nên chú ý khi viết là, ví dụ như các bạn viết chữ kia như thế này mà chúng ta lại viết chữ O ở bên ngoài, tức là cái nét
nét dọc của chữ ô ấy mà chúng ta lại viết bên ngoài cái kia cái thì trông nó sẽ không đẹp mắt và nó sẽ không cân đối với cái chữ, mà thực tế là người Hàn cũng không bao giờ viết như vậy, mà các bạn phải viết cái chữ ô đó nó nằm trong cái chữ kia như các bạn đã thấy ở trên màn hình. Thế còn ví dụ như trường hợp của chữ ki thì chúng ta viết ở bên cạnh thì không có vấn đề gì rồi. Tiếp theo là chữ kaku. Kaku, 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 kaku có nghĩa là dụng cụ trong gia đình. Tôi lấy ví dụ minh họa một cái chữ như vậy, một cái tủ như vậy. Và đây ví dụ như là chữ ku này chẳng hạn. Thì các bạn cũng thấy là cái chữ u nó sẽ nằm chính giữa. Các bạn cố gắng để cho nó nằm chính giữa, cái nét thẳng vừa sọc xuống dưới này sẽ ở chính giữa cái chữ kia thì trông chữ nó sẽ cân đối và nó sẽ đẹp hơn. Một cái quy tắc tiếp theo đó là những cái nguyên âm dọc, ví dụ như là a, ia, ơ, iơ, e, ê và y thì sẽ đặt ở bên phải phụ âm ở bên cạnh. Thế và một số, tôi sẽ có một số những cái ví dụ cụ thể minh họa cho những cái cách viết của phụ âm dọc này như sau. Y, 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 đây là cái răng. Thế và các bạn thấy là nó chữ y này đặt ở bên phải của cái phụ âm yên, và ở đây trong trường hợp này thì là một phụ âm vô thanh, đúng không? Trường hợp thứ hai, aki, 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 tức là em bé hay là trẻ con, trẻ em ấy, thì chúng ta cũng dùng cái từ này được. Và nai, 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 nai có nghĩa là tuổi. Trường hợp thứ ba là thari, thai, thari, 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 thari. Cái liền đây nó sẽ tương đương như là cái chữ r của chúng ta. Các bạn đọc phải đọc đúng là ri, là r, bởi vì là như nếu như các bạn là người trong Nam, người thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ phát âm là ri rất là dễ dàng. Thế nhưng mà nếu như người ngoài Bắc ấy thì thường khi mà đọc để tiện ấy thì thường chuyển cái chữ này sang chữ r này sang là chữ r như bình thường thôi. Thế nhưng mà đọc như thế thì sẽ là sai. Thì chúng ta sẽ phải đọc là thari, thari, thari. Đúng rồi. Và chữ thứ, ví dụ thứ 5 là radio, 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 radio. Đúng rồi, đây là cái đài radio. Đây là một cái từ mượn từ tiếng Anh sang, nó phiên âm từ chữ radio của tiếng Anh. Từ tiếp theo, nara, 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 nara. Đúng rồi, đây là từ đất nước. Tôi đã minh họa bằng cái bản đồ của Việt Nam chúng ta. Ví dụ tiếp theo là yaku, 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 yaku. Đây là một môn thể thao mà được rất là yêu thích ở Hàn Quốc, là môn bóng chày. Một ví dụ nữa, nuna, 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 nuna. Đúng rồi, đây là chị. Và tiếp theo là onu, onu, ơ nư, ơ nư. Rồi, và ơ tì, ơ tì, ơ tì, ơ tì. Ơ nư có nghĩa là nào và ơ tì là ở đâu. Đây là những cái có thể gọi là tiểu từ trong tiếng Hàn. Thế và bài học của chúng ta đã gần kết thúc. Thế và đây là một cái phần cuối cùng. Đây chính là cái bảng âm tiết tiếng Hàn, bảng âm chân pyo mà tôi đã giới thiệu với các bạn ban nãy. Thế nhưng cái bảng này thì tôi đã để trống để cho các bạn có thể nhìn vào đó và tự viết. Chúng ta có thể vừa đọc vừa viết để luyện, vừa nhớ mặt chữ và chúng ta có thể luyện cái cách viết luôn. Thế và bên cạnh đó thì tôi cũng đã ghi tên những cái tên gọi của các cái phụ âm như là kiok hay là niền. Cái này thì các bạn có thể sau này thì nó không phải là quan trọng, thế nhưng mà chúng ta vẫn cần phải biết cái tên, các cái tên gọi của cái từng cái chữ cái một. Thì cái bảng này các bạn có thể nhìn vào đây và tự luyện viết. Tôi sẽ viết ví dụ một số chữ thôi để cho các bạn nhìn thôi, còn đâu chúng ta sẽ tự về nhà và tự luyện tập nhé. Đầu tiên ví dụ như là chữ ca chẳng hạn, chữ kia ghép với chữ A thì chúng ta sẽ được là chữ K. Tôi sẽ lấy cái màu khác.
cho các bạn nhìn rõ hơn. Thế ví dụ từ tiếp theo là ví dụ như là chữ cô chẳng hạn, chữ kia ghép với chữ ô chẳng hạn thì chúng ta sẽ viết như thế này. Thế và ví dụ như là Q chẳng hạn. Đó. Nhiên thì ví dụ như là viết, chúng ta viết các bạn viết từ này nhỉ? Ví dụ như là chữ U chẳng hạn, Nù. Tigert thì sẽ là ví dụ như là chữ Tigert với chữ Ơ thì chúng ta sẽ đọc là Thờ. Nếu như là ghép với chữ ư chẳng hạn thì là từ. Đó. Liên thì ví dụ như là chữ lier chẳng hạn, lier. Nhiềm ví dụ như là nhiều. Tôi chỉ viết một số ví dụ thôi, còn đâu các bạn sẽ về nhà tự luyện tập nhé. Và phiêu ví dụ như là chữ pia chẳng hạn, pia chúng ta sẽ viết như thế này. Siot, siot là ví dụ như là ghép với chữ y chẳng hạn thì là si. Đó là toàn bộ cái bài giảng của tôi ngày hôm nay. Thế và còn phần còn lại thì các bạn sẽ về và tự luyện tập. Thế và trước khi kết thúc buổi học của chúng ta ngày hôm nay thì tôi sẽ xin mời các bạn nghe một cái bài hát. Cái bài hát có tên gọi là Kanata, tức là cái bài hát thường là cho các em nhỏ khi mà học những cái chữ cái đầu tiên ấy, thì đây chính là cái cách để học một cách nhanh nhất. Thế và cũng tôi hy vọng là các bạn sẽ thấy thú vị. Và mời các bạn nghe bài hát nhé. Ha